Và theo anh thì không biết là loại hình nhà container nó sẽ phù hợp với những cái nhu cầu xây dựng nhà ở như thế nào ạ? Nhà container này có lẽ nó phù hợp với tất cả các dạng hình nhà, từ nhà ở, nhà hàng, khách sạn, bungalow, resort, quán xá, shop, quầy bar. Nhưng nếu mà hỏi về cái vấn đề mà nó phù hợp với loại nào nhất ấy, thì mình nói phù hợp nhất. Tại vì cái ưu điểm mạnh nhất của cái nhà container là có thể di dời được. Khi mà anh di dời thì những cái nhà hàng mà phải đi thuê đất, hoặc là những cái nhà ở mà phải đi thuê đất, đối tượng mà phải di dời trong một thời gian ngắn, thì cái dạng nhà hình này là hiệu quả nhất. Bởi vì khi di dời là anh lấy lại được một 90, 95%, trên 95% lấy lại được. Từ gối đỡ móng cho đến toàn bộ ngôi nhà mình chuyển đi chỉ gần như tốn tiền vận chuyển, và lắp lại thì nó không không đáng kể. Cái thứ nhì là những đối tượng mà làm nhà ở những vùng đất yếu. Đất yếu thì chi phí phần móng rất lớn, đóng cọc, bê tông, cốt thép, phải gia cố rất kỹ thì ngôi nhà nó không có hiện tượng nứt. Đối với nhà container ấy, anh chỉ cần để các cái gối là anh có thể cầu ngôi nhà lên, anh đặt là ngôi nhà bền vững với thời gian. Với một cái gia đình nhỏ thôi, hai vợ chồng, một hai đứa con thôi, chi phí xây dựng ban đầu nó cũng không có quá nhiều. Như vậy thì trên một cái mảnh đất nhỏ, vậy thì không biết là có thể ứng dụng cái loại hình xây dựng nhà bằng container được được hay không ạ? Và cần những lưu ý gì ạ? Lưu ý thứ nhất là phải có đường cho xe tải vào. Phải có đường cho xe tải vào. Chứ còn trong hẻm là thua, cái dạng hình nhà này không làm được. Cái lưu ý thứ hai là cái thiết kế. Thiết kế làm sao cho nó biến những cái không gian tù túng đấy thành những cái không gian hữu ích. Đấy là quan trọng nhất trong ngôi nhà container. Còn phủ ốp bên ngoài, vật liệu gì hoàn toàn do túi tiền của chủ nhà. Sàn, trần, vách, cửa là hoàn toàn do túi tiền của chủ nhà. Cái ngôi nhà này ấy, mình có thể thay đổi theo thời gian được. Giai đoạn 1 ít tiền có thể mua một hai cái container hoặc gọi là module block về đặt, sau một thời gian làm ăn muốn tăng thêm diện tích thì có thể là rất dễ dàng. Nó không như nhà bê tông cốt thép. Bê tông cốt thép mỗi lần xây dựng là ảnh hưởng toàn bộ ngôi nhà. Nhưng đối với nhà container này, tăng thêm diện tích có thể mua về trồng bên cạnh hoặc là trồng lên trên. Nó rất dễ dàng, nhân như là một trò chơi thôi. Cho nên là đối với những đối tượng mà 100-200 triệu cũng có thể nên mơ ước về một ngôi nhà của mình được rồi. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh dành cho chương trình ngày hôm nay, và chắc chắn là sẽ có rất nhiều quý vị khán giả hiểu hơn được về loại hình xây dựng nhà mới này, cũng như là có những cái hứng thú riêng trong việc thiết kế và xây dựng nhà ở của riêng mình. Xin được cảm ơn anh rất nhiều. Nếu như trước đây những ngôi nhà được lắp ghép bằng container chỉ xuất hiện ở nước ngoài thì nay đang dần hiện hữu tại Việt Nam của chúng ta, và đây được dự báo sẽ là một xu hướng xây dựng thân thiện với môi trường và mang tính đột phá trong tương lai.